trà Bách Mộc Sơn Tra, giải pháp hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường huyết là sự kết hợp hoàn hảo giữa các thảo dược nguyên sơ thiên nhiên như sơn tra, trạch tả, cà gai leo, diệp hạ châu, giảo cổ lam, ngưu tất nam, thảo quyết minh, gạo lứt huyết rồng, hoa nhài, lạc tiên, cỏ ngọt, lá sen, bách giải. Sản phẩm mang lại các công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thành phần sơn tra, trạch tả có tác dụng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol và triglycerides. Bách giải, cà gai leo trong trà có tác dụng điều trị viêm gan do virus, xơ gan và hỗ trợ điều trị ung thư gan, giảm mỡ máu, mỡ gan. Diệp hạ châu, giảo cổ lam là những thảo mộc quý có tác dụng sát trùng, tiêu viêm, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các khối u, hỗ trợ phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Ngưu tất nam có tác dụng bổ can thận, hoạt huyết, lợi tiểu. Lá sen giúp giảm mỡ máu, mỡ gan, tránh nguy cơ gan nhiễm mỡ, đào thải mỡ trong gan, máu và nội tạng. Thảo quyết minh, gạo lứt huyết rồng giúp hạ đường huyết, ổn định huyết áp. Sản phẩm là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho sức khỏe. Trà Bách Mộc Sơn Tra, giải pháp hạ mỡ máu, gan nhiễm mỡ, đường huyết an toàn, hiệu quả. Thông tin chi tiết xin liên hệ Xưởng Trà Hoa Thảo Mộc, địa chỉ Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Hotline 0977 288 186.